Bloodhound đứng đầu bảng xếp hạng của Netflix chỉ sau một tuần ra mắt. Bloodhound là bộ phim truyền hình Hàn Quốc kể về hai võ sĩ trẻ tuổi cùng chiến đấu chống lại thế giới cho vay tư nhân, nơi tiền bạc quan trọng hơn cả mạng sống con người. Chính thức phát hành vào ngày 9 tháng 6, chỉ một tuần sau đó ngày 15 tháng 6. Bloodhound đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng top thư viện shows của Netflix với 681 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng ở 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bloodhound được biên kịch và chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Joo Hwan, cùng sự tham gia của các diễn viên U Jo Hwan, Lee Sang Yi, Park Sung Won, Kim Se Jeon và Heo Jun Ho. Left 왜 이렇게 세냐? 아, 나 폐차장에서 알바할 때 훅으로 타이어 치는 연습을 좀 했어. Left만? 나 오른손이 더 세. 왼손으로 다 상대할 수 있었다는 거잖아. 재수 없어. 들어와! 그 친구들도 보통은 아닌 것 같아요. 서른 명을 밀어버렸어요. 형은 돈이 중요해? 돈보다 중요한 게 뭐가 있어? 돈 갚으세요. 우리 가격부터 물어내세요. 오호. 애들 목다 알았지? 파이팅!